Hello, how you? Đây là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các anh chị một lô đất cái diện tích 5 x 17, giá là 1 tỷ 050 triệu, nằm ở khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia thuộc xã Mỹ Hà Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì cái vị trí lô đất này á là đất nó đã có sổ hồng riêng và mình có thể về xây dựng ngay, không cần phải xin giấy phép xây dựng nha. Trong đây mình chỉ cần xây và mình có thể hoàn công luôn, tại vì quyết định 1/500 trong đây là xây dựng tự do đó. Mình xây xong là mình về hoàn công bình thường rồi. Cái vị trí khu đất của mình đây, mình sẽ đây rất là mát quý vị, khu đường này mát đây, trồng cây vàng Đài Loan khá là mát. Đây là khu trung tâm, bao gồm trường học, trường Mỹ Hạnh Bắc 2, câu lạc bộ cầu lông, quán cà phê, và mình sẽ đưa quý vị đến cái vị trí đâu đó. Cái vị trí lô đất của mình thì nằm trên trục đường ở đường số 3 ha, diện tích 5 x 19, 5 x 17, 85 m². Đây là diện tích 5 x 17, 85 m² của mình đây. Thì nó sẽ có luôn sẵn lề đường, vỉa hè và mua về xây dựng luôn, giá là 1 tỷ 050 triệu, có thương lượng rồi. Nếu anh chị nào mà thấy cái khu dân cư này phù hợp với mục đích sống của mình, đẹp, ổn định, an cư lạc nghiệp cho mình, thì mình nên đầu tư sớm vị trí này. Thì hiện tại là giá mỗi thời điểm nó sẽ lên khác nhau, nên quý vị nếu nhu cầu mua thì hãy để lại số điện thoại hoặc bình luận dưới phần bình luận để mình sẽ hỗ trợ dẫn anh chị đi xem và hỗ trợ về pháp lý. Tuyệt đối là mua sẽ là đạt được cái pháp lý mong muốn, đầu tư hạnh phúc cho mình. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe, năm mới tràn đầy phát lộc phát tài. Rồi, cảm ơn chị. Nếu có nhu cầu các dự án khác thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ đi trực tiếp đến dự án mình quay cho mấy anh chị. Và mấy anh chị nhớ like kênh ủng hộ cho mình nha, nhớ đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn quý chị.